Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 6 cho biết mọi công dân ở Triều Tiên đều đang rất đau lòng và lo lắng trước việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un sụt cân rõ rệt. Những bình luận hiếm hoi của người dân Triều Tiên về sức khỏe của ông Kim được đưa ra sau một đoạn video ghi nhận hình ảnh gần đây của ông cho thấy nhà lãnh đạo 37 tuổi dường như đã giảm cân đáng kể. Nhìn thấy nhà lãnh đạo đáng kính Kim Jong-un với dáng vẻ tiều tụy đã khiến con tim nhân dân chúng tôi tan nát rất nhiều, một người đàn ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn do đài truyền hình KRT phát sóng hôm 25 tháng 6. Mọi người đều tiết lộ họ đã rơi nước mắt sau khi thấy được hình ảnh của ông Kim, người đàn ông nói thêm. Trong đoạn video được KRT công bố trước đó, hình ảnh ông Kim xuất hiện khi ông đang tham dự một buổi hòa nhạc với quan chức khác sau cuộc họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên, KRT không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về lý do ông Kim sụt cân. Trước đó xuất hiện trở lại trên các kênh truyền thông của Triều Tiên vào đầu tháng 6 sau khi biến mất suốt gần một tháng. Các nhà phân tích thuộc trang NK News phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay trái của ông Kim được siết chặt hơn trước nên cho rằng nhà lãnh đạo này đang sụt cân đáng kể. Tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên trở thành chủ đề được các kênh truyền thông quốc tế, các cơ quan gián điệp và chuyên gia nước ngoài theo dõi chặt chẽ. Đầu năm 2020, những lời đồn đoán về sức khỏe của ông Kim trở nên tồi tệ đã được lan truyền sau khi ông bỏ lỡ kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và chỉ xuất hiện trở lại trước công chúng vào đầu tháng 5. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về flo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.